Trong cái hang của con cua thì đây là không phải con cua, này là cái vỏ của nó lột rồi nè nha mọi người. Nè, dầu cua này khá là to luôn, nó lột rồi. Giờ Nam bắt cái thân nó lên. Hay lắm. Rồi gãy càng rồi. Vui. Con không này bắt không gãy càng Nam ơi. Mối sáng đất á. Nè mọi người coi nè. Nó mềm. Con cua này sữa không? Không mềm như hồ tiểu. Ừ. Đụng đầu. Càng cua hết bé càng cua mọi người. Lôi ra đây luôn đi. Chưa lòn tay luôn à. Thì nói thật có càng nhóc ăn luôn à. Ôi ôi. Ôi trời. Đây nè mọi người. Vô tụng. Sao? Con đó. Nhìn cái hang nhỏ bằng cua bự. Còn bên đây Nam bắt cua cũng to là cua to là. Cầm mu rồi đây. Cầm bỏ cái này vô trong tụng nó đi. Em mới đang bắt rồi. Lên luôn không? Lên chưa? Trời ơi kìa thật không? Nè Nam. Trời ơi. Con cua hai con cua Nam bự hơn luôn. Ui. Ê, nó đâu kẹp bị dính cái ngoe. Đấy, em nó kẹp vô rồi á. Mà em dở lên đây không hạ xuống á. Em vũ cái lại gớt này không? Trời ơi một cặp kìa trời. Để lá cây bỏ vô đi. Mình bẻ cho. Nó hai càng nha Nam. Nam nó dọn dẹp. Nào nó dọn dẹp trước khi vào nghề. Được sự xác nhận của chính quyền địa phương là vừa vừa vô là gặp. Cua bự không Nam? Thấy biết rồi. Đúng rồi đó. Không biết. Có càng à. Có càng à. Có càng à. Có một càng thịt mà em bóp luôn nè. Nó vô lên nó kẹp. Nó vô lên càng. Đây là ai xác nhận. Ở trên. Ai xác nhận mọc bụng cho mày. Người ta bắt có con càng mà không có kẹp đâu. Bỏ vô. À, rõ ràng đụng ở dưới người ta nói có một càng một hai xác nhận chính quyền địa phương hai càng. Sao mà được? Kêu đi động mộc cái này chết. Rồi tiếp tục. Cái hang này là mình phát hiện hang cái đâu? Đây nè mọi người. Nhỏ bự cũng là cua. Nhưng đủ tuổi ăn là được, không được nhỏ quá. Ôi ôi. Mà nhỏ, con bên kia cũng nhỏ nữa, không bự. Nhỏ bỏ luôn hả? Bỏ đi bắt gì? Cái đâu mà nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà ở dưới nó bự. Anh phải nhìn cái vô chân nó. Vô nghe nó bự mà. Cái không phải vô nghe. Ây dạ. Cái càng nó đi xuống chứ. Vô bự ơi. Rồi được rồi mọi người. Đây mọi người. Đây thấy không? Con đó. Nhìn cái hang nhỏ bằng cua bự. Cua. Còn bên đây Nam bắt cua cũng to là cua to là. Cầm mu rồi đây. Cầm mu. Bỏ cái này vô trong tụng nó đi. Cầm mu rồi. Em mới đang bắt rồi. Lên luôn không? Lên chưa? Trời ơi kìa thật không? Nè Nam. Trời ơi. Con cua hai con cua Nam bự hơn luôn. Ui. Ê, nó đâu kẹp bị dính cái ngoe. Đấy, em nó kẹp vô rồi á. Mà em dở lên đây không hạ xuống á. Em vũ cái lại gớt này không? Trời ơi một cặp kìa trời. Để lá cây bỏ vô đi. Anh bẻ cho. Ngon quá ngon đi. Mấy cái bãi nước cho cua lại. Theo sóng nước con cua này. Con làm không làm. Hai hàng hai con chà bá luôn. Nhỏ đâu. Từ từ, cho tao tay này cho nó khó phách không. Mày gom mày dục không phải. Nè. Ok. Rồi tiếp theo. Chúng ta đi lại bãi này mọi người. Có cua rồi. Ngon lắm. À, nó ở đúng rồi thật nói đúng á, ở mấy cái bãi trống trống như vậy nè, bãi trống trống như vậy nè, này nước lên nó ngập á, xong rồi nó làm hang, nó thấy thích cái chỗ nước rồi. Ở đây đụng cua luôn nè, cua nhỏ cũng là cua tự nhiên mà. Cái này hả? Ừ. Muốn gan muốn chiên đó. Cầm dục liên tục luôn. Con này thịt nhiều lắm, ngon lành mà nó cứ ngắt mà. Mới có mấy cái mè. Nó còn sống là may lắm. Tiếp theo. Sâu mọi người. Rất là sâu. Nằm á. Kêu thật. Thục ra qua vậy. Cái hang này hôm bữa tao bắt rồi hả? Vô lại. Nãy cái dấu ngoài vô sâu lắm. Đây nè, nó chạy vô đây nè. Nó mà sọt hang trên đây nè. Sọt ra. Chêu chỗ cái nước trong trong sọt xuống. Là ngay bon luôn á. Ừ, ngay sọt xuống. Nè, nó đang kẹp tay tao thấy không? Đúng không? Không được. Đó. Mày kéo nó theo luôn rồi. Đó mà.
nó đi đâu hay là qua hang bên đây rồi nè, bắt được rồi kìa. Im gu không sao, hang này hôm bữa em bắt rồi, con bành kia mà nhớ. Ừ thì còn bây giờ nó con khác nó vô bên kia cũng có con nữa kìa, kế bên có con hang nữa rồi. Con này cũng bự á. Lên lên rửa luôn, rửa luôn nè, lên một càng hai càng chà bá luôn. Ừ, thật biết con cua mà cái càng bự luôn mọi người, bắt được một càng sao kẹp. Anh chạy đi ra anh rồi không có bắt cái nào, còn một càng bự á. Đâu rồi, mày bắt hay gì vậy? Chưa, thâu khoáng này nè. Nó chạy ngược cái vô rồi mà, nằm đây nè. Đụng đầu. Cái càng cua hết mấy càng cua mọi người. Lôi ra đây luôn đi. Chưa lòn tay luôn à. Thì nó thật có càng nhóc ăn luôn. Ôi ôi. Ôi giời, đây nè mọi người. Vô tụng. Phát hiện cái hang to lắm mà không biết cua nó có ở không, nó sâu cực sâu luôn. Mặt giờ môi nãy hang chưa đúng. Đúng rồi. To luôn, bự lắm ơi. Đây nè, ngon ngon ngon. Phát hiện cái hang chính xác trong trăm năm trong này luôn, đào hang là dính con đá con ngồi nguyên trùng luôn, dưới nước có nước luôn mà. Trời ơi, càng mưa. Bắt cua lên hết biết rồi. Còn con cua lột nữa nè. Lụm nó luôn. Hay trời. Đâu mà còn con cua lột nữa. Chắc không ăn cặp. Ừ. Thấy Nam bắt cua. Nó đâu mắt đâu thấy đường. Trời ơi, cua khủng à. Trưa nay về ăn. Trời ơi, kìa. Cua lột hả? Lột không? Cua lột rồi. Con cua đực giữ cho nó đó. Có chuyện kẹp nha Nam, nó cỏ nó lột rồi. Nó đủ, cái thằng nó bắt cua kia. Túm rồi. Bỏ cái tụng mà bỏ cũng nghịch. Nó cột tùm lum giống, nó đâu biết được. Mày cột tùm lum giống chứ. Trời ơi, cột rồi, đừng có cột lên. Có dây đâu luôn. Bò ra đâu. Làm gì. Quái tí, nó lo lắm. Bên kia có hang nhỏ. Ngon à. Mè mè. Mè. Cái này còn luộc cũng ngon. Mè mè. Cua hai da. Con nó lột rồi. Bữa giờ gặp lỡ này hoài hả? Nên tôi đi thôi mọi người. Thằng phát hiện cái hang khủng này mọi người. Kêu Nam lại hỗ trợ. Nó kẹp đó luôn. Nó cái hang nhỏ quá, nó đưa hai càng lên kẹp chặt chặt chặt. Bự không? Cua bự rồi, ok. Cua bự, nhưng mà nó rút vô trong phòng này. Sâu quá hả? Ba đứng dài dài. Thầy tới rồi. Thầy tới rồi. Thầy kéo nó ra được. Chung tay luôn hả bạn? Cái hang nó bự, cái nhỏ mà con cua nó bự thành kia. Dấu vô. Lên. Lên tôi đi. Hang nó hai con. Con à. Con một cua bự lắm. Ừ. Được, ok. Dấu nó vô mà. Nước là rửa rửa nó. Rửa rửa luôn sẵn, không có nước thôi, có nước rửa rửa nó. Chơi nó luôn. Ừ. Dưới thật cây vô bắt nữa. Làm lại mọi người. Nhà thật phát hiện ở dưới cái gốc cây này. Cái gốc cây này không có ít đâu á, nó chui vô. Sâu mà. Con rồi. Như cái bồng binh. Sâu em đạp xuống nó chạy ra. Rồi, qua hang bên đây. Hang chỉ. Dọn cây khô ra chứ sao? Còn khỉ cây khô nhìn kìa. Đạp cái. Không gãy. Nói chung cũng cực khổ lắm mọi người ơi. Nhưng mà tại vì đam mê, thích. Chủ nhật, thứ bảy chủ nhật, mấy anh em không có đi làm rảnh thì đi bắt cua chơi. Bỏ. Làm video cho mọi người xem. Chứ đâu có khỏe khoắn gì đâu. Sao mình không bắt? Nghe cái đơn giản nào đâu bắt. Ê đây, 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 trời ơi. Cua ở đây nè. Cái hang này còn cạn hơn. Đâu rồi, cho nó chơi đi về. Đây nè, vô đây nè. Đúng rồi. Đúng, bắt bắt luôn. Càng ngày nó càng đi xuống. Xuống hỏi nó xuống tới đâu? Dí nó luôn. Hỏi nó xuống tới đâu? Dí nó luôn, nó không ra xuống được. Còn còn buông đi nhưng mà nó. Dí. Rồi bỏ vô luôn. Vỏ tùng mớ luôn.
cái thằng này bắn con. Dạ. Rồi qua đây xử con cua này luôn. Con cua này kế bên luôn mọi người. Không biết bự nhỏ. Ok ok. Ở đây nè. Cái hang này rồi, hang này kia nữa kìa. Cái hang này kia giấu con cua mới lên luôn. Nè. Con cua nằm trên cạn này không bắt hả? Ừ, còn đây nè. Nam lại chơi hang này nam. Mồi nhỏ nhỏ xíu. Thấy cái mồi biết nhỏ. Anh kiếm hang khủng. Rồi, trong cái hang của con cua thì đây là không phải con cua, này là cái vỏ của nó lột rồi nè nha mọi người. Nè, dầu cua này khá là to luôn, nó lột rồi. Giờ Nam bắt cái thân nó lên. Hay lắm. Rồi gãy càng rồi vui. Con không này bắt không gãy càng Nam ơi. Mồi sáng đất á. Ở nè mọi người coi nè. Nó mềm. Con cua này sữa không? Nó mềm với hồ tiểu. Ừ. Nè nó rung rung luôn thấy không? Sữa không à, ừ. Ngon lắm. Cứ bằng cua cua lộn mà. Bây giờ lên cái càng trước nè mọi người, còn cái mình nó dưới. Con này mình nó mềm. Phải cẩn thận. Ngon luôn. Rất là mềm luôn. Nó lột mà. Cua lột mà nó bắt gãy càng. Cái hang nhỏ hả? Ừ. À. Mọi người. Con bắt lên. Anh phải tìm cái gì đừng. Trời ơi, con gì cắn nó nè. Ừ. Ba khía cắn đó. Coi cái nó lột nha mọi người, nó bị lột rồi nè. Nó mới lột luôn. Nó xì khừa ra hết. Người này phải để riêng thì sao? Rồi đi tới. Thằng lại đây mọi người, Nam cũng lại đây à. Có cái hang nhỏ nhưng mà chắc cua to lắm. Thằng đem lên luôn. Rửa rửa sơn đó nghe. Lên lắm. Hết rồi hả? Nãy đằng kia bắt cái hang cua lột ngon quá. Ồ ồ. Ngon lắm. Không có thấy đường luôn nè. Nó cắn mình. Giọt hang mắt luôn. Bữa nay cua đực không à? Đực ngon luôn á. Nè anh nhìn nó giấu nó bò nè, nó đi nè. Đi vô hang nó mới cúng đó. Lên. Quá. Quá. Có rượu luôn, chai rượu để trên bờ luôn ạ. Bây giờ mà thấy cảm giác như là thiếu thốn gì đó thì lấy uống luôn. Chai rượu luôn, chai rượu tây. Tây ba lô. Nhau xình vào đó. Tón. Gõ đầu luôn. Lên. Nó kẹp. Cua này chứ cua cái. Ngon, ngon. Mấy con cua cái đầu tiên. Nhà shop à. Hồi cái đuốc kia cái tay. Nghe mày mang 8 cái bao tay rồi mà mày nói con cua đó nặng nữa thì con cua đó bỏ vàng hay không? Cua chắc bỏ sắt đó. Không rồi trời ơi. Nam lên cua. Cái là ok. Nãy giờ mình bắt cua toàn là cua đực không mọi người, bây giờ được con cua này là con cua cái rồi, mình phải trân trọng nó. Phải đó. Thằng Nam bay coi khúc nào bắt gãy càng luôn. Con cái hang cái đút tới rồi, con chỉ chặt về đó. Tiếp theo.